Một sinh vật siêu to khổng lồ bỗng nhiên trồi lên từ mặt đất, nó phá hủy cả một thị trấn dễ dàng như ăn kẹo, nhưng mục tiêu thực sự của nó chính là tiêu diệt loài người. Theo sau nó còn có hàng loạt sinh vật khác với đầy đủ các hình dáng kỳ lạ. Vậy đám quái vật này từ đâu mà ra, và nhân loại sẽ phải đối phó với thảm họa này như thế nào? Vài ngày trước có một thiên thạch bay tới gần trái đất rồi tiến vào bầu khí quyển. Lúc đó ở bên dưới mặt đất, anh chàng Wei đang mang theo một con búp bê đặt vào trong một căn nhà và châm lửa đốt. Thì ra anh ta thực hành cho bài kiểm tra cứu hỏa ngày mai. Khi đang diễn xuất rất nhập tâm thì thiên thạch kia bay đến làm mọi thứ bốc hơi và tạo ra một cái hố siêu to khổng lồ. Ngày hôm sau, hai giáo sư ở trường đại học tên là Harry và Can đã được Hiệp hội Địa chất gọi tới kiểm tra chỗ thiên thạch rơi. Wei may mắn sống sót nhưng chiếc xe mà anh ta mượn của bố đã trở thành đống sắt vụn. Đen thay, cảnh sát nói rằng bảo hiểm sẽ không bồi thường vì tai nạn xảy ra là do thiên tai. Kiểu này về nhà thì xác định bờ mông tím tái. Thấy hai ông thầy đi đến, Wei định giở trò chí phèo cào mặt ăn vạ với bọn họ nhưng không có tác dụng. Thậm chí còn bị đuổi về không thương tiếc. Henry và Can bắt đầu xuống cái hố để kiểm tra. Ở dưới lòng đất là một đường hầm nên thiên thạch đã rơi hẳn xuống độ sâu 20m. Họ phát hiện chỉ trong vòng có vài tiếng mà thiên thạch này đã mọc rêu ở trên bề mặt. Tốc độ này là quá nhanh so với việc phát triển sự sống bình thường. Hai giáo sư cầm búa đập thử thiên thạch thì thấy có chất dịch màu đen chảy ra từ bên trong. Sau khi về trường đại học, Can nhanh chóng nghiên cứu mẫu chất lỏng đấy. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm khi tốc độ phát triển của các tế bào này rất nhanh, nó nhân bản lên liên tục đến nỗi tấm kính còn không chịu nổi mà vỡ ra. Can cảm thấy sửng sốt vì quá trình tiến hóa từ một tế bào trở thành một sinh vật hoàn chỉnh có thể diễn ra trong hàng triệu năm. Mà tốc độ của các tế bào này có lẽ chỉ trong vài ngày đã tiến hóa xong, đây chắc chắn là một khám phá lớn đối với con người. Anh ghi lại các kết quả nghiên cứu và nói với Harry về chuyện này. Anh ra đen nghe xong liền hào hứng bởi họ có thể kiếm được một số tiền lớn nhờ giải Nobel sinh học. Ở bên kia trấn bé đù Wei đang chuẩn bị thi lính cứu hỏa. Do cả đêm qua không ngủ nên lúc đang trèo thang đã bất cẩn để cái vòi xịt nước đập đúng hai trái trứng của mình. Thế là anh chàng vừa đau đớn ôm con chim non khóc vừa tạch luôn bài thi, kết quả phải đi làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn để kiếm tiền. Hôm sau Harry và Can dẫn thêm người hỗ trợ tới khảo sát địa điểm thiên thạch rơi, nhưng thực chất thì toàn là sinh viên nợ môn. Khi xuống dưới hang động, họ liền tỏ ra kinh ngạc vì ở đây đã phát triển thành một hệ thực vật với sương mù và các cây hình nấm mọc ở khắp nơi. Một sinh viên bỗng nhận ra có bất cứ gì đó đang di chuyển ở dưới chân, Can gạt đi đám sương mù và nhìn xuống, ai nấy cũng đều sợ hãi hoảng loạn khi thấy toàn là giòi bò lúc nhúc. Anh nhấc một con lên xem thử thì nó liền lăn ra chết, có vẻ như sinh vật này không thể sống được với bầu khí quyển ở trên trái đất. Lát sau hai người mang vài con giòi và ít đất về để quan sát, họ bất ngờ khi nó nhân bản giống hệt các tế bào mà không cần quan hệ của con đực và con cái. Bên kia Wei định vào nhà kho thì nhìn thấy bọn giòi cũng đã ngỏm củ tỏi rất nhiều khi cố bò ra ngoài. Chân bé đù mở cửa ra thì phát hiện bọn chúng đang đi lên từ các vết nứt. Ơ, động đất à, không, đó là Phan Mu đang đi lên. Một sinh vật với hình dáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện dọa Wei sợ hết hồn con trồn, tưởng đây là con ba ba của khách sạn nên chân bé đù đã rời đi. Hôm sau Harry và Can lại tiếp tục tới cái hang để khảo sát nhưng nơi đây đã bị quân đội phong tỏa. Họ được đưa đến gặp một vị tướng quân. Hóa ra tướng quân và Can từng là người quen cũ của nhau. Anh từng là nhân viên phòng nghiên cứu của Bộ Quốc phòng. Từ ngày Can rời quân đội thì họ vẫn luôn theo dõi anh. Ngay cả việc đi ẻ cũng được quan sát rất cẩn thận. Khi biết về bản nghiên cứu thiên thạch trong máy tính của Can, họ đã tới và phong tỏa nơi này. Nói trắng ra là lão tướng quân hói đầu nhiều tóc này định cướp công của Harry và Can. Một tiến sĩ tên là Allison làm việc dưới trướng của lão hói đi tới. Cô cũng là người đứng đầu phụ trách nghiên cứu dự án lần này. Không biết ông tướng đã bơm đều gì về Can mà Allison vừa thấy anh đã không có thiện cảm. Sau đó cả hai bị lão hói đuổi đi. Ông ta còn cố tình nhắc lại việc Can từng mắc một lỗi lớn trong quân đội và bị sa thải. Hai tuần sau, Harry và Can đã kiện quân đội ra tòa. Họ muốn được tham gia dự án vì là những người đầu tiên phát hiện ra nó. Tuy nhiên, lão hói và Allison đã lôi chuyện cũ của Can khi anh còn ở trong quân đội. Khi ấy, anh từng tạo ra một loại vaccine, nhưng nó lại gây ra nhiều tác dụng phụ cho binh lính nên quân đội đã phải sa thải anh. Với quá khứ đen tối thì tất nhiên là hai người đã thua kiện. Khi về đến phòng thí nghiệm ở trường, họ còn phát hiện các mẫu vật và kết quả nghiên cứu của mình bị kẻ gian lấy mất. Không cần điều tra cũng biết đó là do lão hói làm. Nếu bạn thích chơi không đẹp thì bọn mình buộc phải dùng chiêu trò. Hai người mặc đồ của quân đội lẻn vào trong căn cứ. Vì mặc áo đại tướng nên không binh lính nào dám nhìn thẳng vào mặt họ. Cứ thế hai thanh niên dễ dàng đi qua cửa kiểm tra. Can và Harry tiếp tục mặc đồ bảo hộ rồi xuống đường hầm nơi thiên thạch rơi. Họ ngay lập tức bị bất ngờ vì chỉ trong vòng gần 3 tuần mà môi trường ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Nó giống trong một khu sinh thái với rất nhiều côn trùng và động vật ngoài hành tinh đi lang thang xung quanh. Chúng đang phát triển và săn lùng lẫn nhau. Sinh vật lớn sẽ ăn sinh vật bé. Bên trên, tiến sĩ Allison cũng đã được nhân viên báo lại về vụ xâm nhập và nhanh chóng xuống cản hai người lại. Lúc này có một con muỗi ngoài hành tinh cứ lởn vởn quanh người Harry. Nó nhanh chóng cắt lớp áo bảo hộ rồi chui vào trong khiến anh da đen hốt hoảng gọi mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên khi kiểm tra lại không thấy gì cả.
tưởng rằng nó đã chui ra ngoài, nhưng không may là nó đã xâm nhập vào cơ thể của Harry và đang di chuyển trong chân anh ta. Mục tiêu mà nó hướng đến chính là con chim sơn ca của Harry. Mọi người đành phải giữ anh da đen lại để bác sĩ dùng đồ nghề gấp nó ra từ bên trong. Rất may là ca phẫu thuật đã thành công, còn con muỗi thì hẹo luôn vì không thể sống trong bầu khí quyển của trái đất. Trong lúc chờ đợi Harry hồi phục, Allison và Can đã tâm sự mỏng với nhau. Cô nàng bảo rằng mình không thông báo cho ông tướng quân về vụ việc vừa rồi. Vì sau khi tìm hiểu, người đẹp biết Can không phải là kẻ xấu như những gì lão hói bơm đều. Trước đó anh làm theo ý kiến của lão ta để chế tạo vaccine. Lúc đạt kết quả tốt thì không thấy ai vinh danh Can, còn khi xuất hiện tác dụng phụ lão hói liền đổ hết tội lên đầu anh. Cùng lúc này tại khách sạn mà Wade đang làm, một người đàn ông đang ở hồ nước đợi bạn thì đột nhiên một con cá sấu ngoài hành tinh nhảy lên. Kết quả ông ta trở thành bữa tối vui vẻ cho nó. Sáng hôm sau Harry và Can trở lại trường đại học thì gặp Wade đang đợi, cậu mang cho họ xem con cá sấu ngoài hành tinh tối hôm qua. Nó đã chết khi lên bờ được vài phút. Nghe chấn bé đủ miêu tả những triệu chứng do nghẹt thở thì Can nhận ra rằng những sinh vật này đã có sự thích nghi hơn với khí quyển trái đất. Không giống như lần trước chỉ cần tiếp xúc thì chúng ngay lập tức bay màu. Cùng lúc đó ở một ngôi nhà gần khu vực thiên thạch, một người phụ nữ đã phát hiện một đám giòi đang chui ra từ nhà kho. Khi bà mở cửa thì bất ngờ một con ếch ngoài hành tinh đi ra. Bà ấy còn tưởng nó là chó pitbull vì trông mặt khá đần. Ngờ đâu khi định vuốt ve nó thì ối rồi ôi, một cái lưỡi ngay lập tức thè tới kéo tay bà ấy. Nhưng cũng giống như con cá sấu hôm qua, được một lúc thì nó nằm lăn ra hẹo. Mặt khác, ba người Can đang đi tìm Allison để cảnh báo thì thấy cảnh sát đang đứng rất đông ở nhà người phụ nữ kia. Họ vào trong kiểm tra thì bất ngờ khi thấy phía sau ngôi nhà có hàng loạt sinh vật ngoài hành tinh giống với loài rồng đã chết do ngạt thở. Có thể các hang động trong khu vực này kết nối với nhau nên tế bào của thiên thạch đã lan rộng tới đây. Bỗng một con rồng ngoài hành tinh thức dậy và cố gắng nhổ ra một quả trứng trước khi chết. Quả trứng tiếp tục nở ra một con khác. Nhưng lần này con rồng đã thích nghi được với môi trường trên trái đất và thở được. Nó liền bay đến trung tâm thành phố và bắt đầu tấn công mọi người. Nhóm của Can nhanh chóng chạy vào một cửa hàng vũ khí gần đó để lấy súng. Trong lúc con rồng đang bắt một người dân, Henry đã cứu được anh ta, còn Can thì ra tay kết liễu con quái vật. Vụ việc không còn là bí mật khi các đơn vị truyền thông đồng loạt đưa tin. Báo chí yêu cầu câu trả lời của thống đốc bang. Cuối cùng ông ấy đã phải tới căn cứ quân sự để kiểm soát tình hình. Allison báo cáo rằng các tế bào ngoài hành tinh đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Có thể trong vòng 2 tháng tới, sinh vật ngoài hành tinh sẽ lan rộng ra khắp nước Mỹ. Lúc này ba chàng trai cũng tới đây. Như một phản xạ tự nhiên, lão hói lại đổ tội cho Can làm lây lan mọi thứ ra ngoài khi anh không báo cho quân đội sớm. May mà thống đốc không để ý đến chuyện cãi vã vớ vẩn. Cái ông ấy quan tâm là giải pháp. Lão hói liền đưa ra kế hoạch, đó là đặt một quả bom phốt pho để ngọn lửa phá hủy toàn bộ khu vực. Bỗng nhiên các camera ở dưới đường hầm đang bị một sinh vật giống một con khỉ phá đi. Có vẻ nó đang đi lên trên này. Quân đội lập tức được cử đến để chặn thang máy, nhưng khi mở cửa thì lại không có gì. Hóa ra con khỉ này thông minh hơn chúng ta tưởng tượng. Nó bất ngờ xuất hiện nhảy lên bắt lấy thống đốc. Can định tấn công nó để giải cứu cho cấp trên, nhưng chẳng khác nào như đấm vào đá. Họ chỉ dám cản con khỉ lại vì sợ bắn nhầm vào ông thống đốc. Cuối cùng trong lúc đang bón hành cho Harry và Can ngập miệng thì chấn bé dù Wade đã bắn trúng được nó. Vì sự việc quá nguy hiểm nên thống đốc đã đồng ý cho gã tướng quân sử dụng bom phốt pho. Tuy nhiên lão hói không những không cảm ơn mà còn đuổi ba người họ ra ngoài. Allison bực tức vì hành động này và quyết định nghỉ việc đi theo họ. Ngay trong đêm, quân đội đã được triển khai số lượng lớn để sơ tán người dân ra khỏi thị trấn. Một quả bom lớn cũng đang được lắp đặt. Bốn người trở về trường thì thấy sinh viên đang mở tiệc ăn mừng vì biết ngày mai được nghỉ học. Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện về thiên thạch, Harry làm một điếu thuốc rồi ném que diêm đi. Nó bay vào chất dịch mà họ lấy từ bên trong thiên thạch. Dù bị thiêu đốt nhưng các tế bào lại sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Hóa ra trong lúc thiên thạch bay ngoài không gian thì nó đã bị đóng băng và ngủ đông. Khi gặp bầu khí quyển đã làm vài tế bào tỉnh lại. Giờ mà quả bom kia phát nổ thì chẳng khác nào giúp đám quái vật kia tiến hóa mạnh hơn. Sau khi nhận ra vấn đề, Allison nhanh chóng gọi cho tướng quân để báo cáo. Nhưng lão hói lại chảnh không thèm nghe cuộc gọi của cô ấy. Trong lúc nhìn vào bảng tuần hoàn hóa học trên áo của Allison, ca nhận ra con người có nguồn gốc từ nguyên tố carbon và chất độc tiêu diệt con người ở trên bảng tuần hoàn là arsenic. Còn nguồn gốc của các sinh vật ngoài hành tinh là nitơ, vậy thì selenium sẽ là chất độc với bọn chúng. Thế là sáng hôm sau mọi người nhanh chóng đi mua rất nhiều dầu gội rồi đổ vào bồn chứa của xe cứu hỏa, vì selenium là thành phần chính của dầu gội. Phía bên kia quân đội đã bày binh bố trận chuẩn bị tiêu diệt tất cả Phan Mu nếu họ chui ra khỏi hang, còn nhóm của Can thông qua một đường hầm bỏ hoang để đi vào trong. Khi mọi người chuẩn bị phun vào thiên thạch thì lũ khỉ xanh lại xuất hiện bảo vệ nó. Cùng lúc này bom cháy đã được kích hoạt. Các tế bào từ thiên thạch bắt đầu nở ra với tốc độ ánh sáng. Nó to đến nỗi phá hủy luôn cả hang động để chui lên. Vừa mới xuất hiện, con quái vật đã nhẹ nhàng đè bẹp cả một thị trấn. Và mục tiêu tiếp theo chính là loài người. Đối mặt với sinh vật khổng lồ như thế thì quân đội chỉ còn biết tụt quần bỏ chạy.
Không những vậy, nhóm của Can còn nhận ra nó đang chuẩn bị tách ra làm hai giống mấy con giòi lần trước. Đến bước này thì chỉ còn cách liều mạng lái xe cứu hỏa phóng tới chỗ con quái vật. Họ phát hiện nó có một cái lỗ đít siêu to khổng lồ bên dưới. Mọi người ngay lập tức bắc thang trèo lên rồi dùng dầu gội thông đít cho nó. Quả nhiên mọi dự đoán của Can đã đúng. Sinh vật ngoài hành tinh bắt đầu tỏ ra khó chịu và phình to cho đến khi bị nổ tung. Thế là nguy cơ nhân loại bị tuyệt diệt đã được bốn người hóa giải thành công. Cuối phim lão hói bị đuổi khỏi quân đội. Còn nhóm của Can thì được thống đốc phát cho mấy cái bằng khen và huy chương. Bộ phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.